Hello, xin chào các đồng chí và các anh chị các bạn thân mến của Lợi Minh. Xin chúng ta hãy cùng nhau hướng về Bình Thuận, thân yêu của những người chiến sĩ đang bảo vệ hòa bình, đang bảo vệ sự bình yên cho đất nước. Giờ đây, tôi xin phất cao ngọn cờ của Tổ quốc bay trên đất nước Hoa Kỳ để ủng hộ những chiến sĩ, ủng hộ những người yêu nước chân chính, cùng nói chung một tiếng nói, đập tan những âm mưu phá hoại của các thế lực chống cộng cực đoan, lũ bao que xóa lá ô hợp. Cộng sản Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Thằng bao que xỏ lá là ngon, chạy ra đây đi, chơi mày luôn, cái lũ bao que xỏ lá ô hợp. Bữa nay là chơi tụi mày thôi.
Hello, hello. Chào các bạn nha. Rất là vui hả? Phải ủng hộ. Phải ủng hộ các chiến sĩ, những người đang bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Phải nói là rất là cảm động khi thấy những người con của đất mẹ Việt Nam luôn luôn hướng về quê hương. Những người chiến sĩ họ rất là gan dạ và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho chúng ta, để chúng ta có cuộc sống bình yên và tốt. Tôi kêu gọi các bạn, chúng ta hãy vươn cao ngọn cờ Tổ quốc để chống lại những cái thành phần bao que xỏ lá ô hợp. Bọn chúng đang cố tình xuyên tạc để làm mà kích động những người dân nhẹ dạ cả tin. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp các bạn sau. Không có